Vào năm 1827, nhà sinh vật học Robert Brown đang nhìn qua kính hiển vi để nghiên cứu các hạt phấn hoa trong nước. Ông quan sát thấy điều lạ thường. Các hạt luôn chuyển động và không bao giờ chậm lại, ngay cả khi ông quan sát lại sau đó rất lâu. Điều này được biết tới như chuyển động Brown. Nhưng chính ông Brown cũng không giải thích được lý do gây ra nó. Albert Einstein chính là người hiểu ra rằng chuyển động do những phân tử nước bé xíu và vô hình va đập với các hạt phấn hoa. Ngày nay, chúng ta gọi đó là thuyết động học phân tử vật chất. Mọi thứ đều cấu thành từ các phân tử li ti mà chúng ta có thể coi như những quả bóng bé xíu. Những phân tử này chuyển động liên tục và có những lực hấp dẫn ngăn cách chúng. Độ mạnh của các lực hấp dẫn này sẽ quyết định dạng thức của vật thể. Chất rắn, chất lỏng hay chất khí. Với chất rắn, các phân tử nằm rất sát nhau theo một dạng thức nhất định. Chúng rung xung quanh những điểm cố định, nhưng không thể chuyển động tự do ra xung quanh. Sức hấp dẫn giữa các phân tử rất mạnh. Vì thế chất rắn không thể tự dịch chuyển được. Chúng giữ hình dạng và có thể tích cố định. Các phân tử trong chất lỏng vẫn ở gần nhau, nhưng chúng có thể chuyển động tự do. Bởi vậy chất lỏng không có hình dạng cố định, và chúng có thể chảy vì các phân tử có thể trườn lên nhau. Lực hấp dẫn giữa các phân tử lỏng yếu hơn so với ở chất rắn, nhưng vẫn còn mạnh. Ở chất khí, các phân tử nằm xa nhau hơn nữa, và ở giữa là khoảng trống. Chúng chuyển động nhanh và ngẫu nhiên ở mọi hướng. Với lực hấp dẫn rất yếu ở giữa các phân tử, chất khí không giữ hình dạng nhưng luôn lấp đầy các hộp lưu giữ chúng. Chúng có thể chuyển động, và vì có rất nhiều không gian trống, chúng có thể được ép lại để có thể tích nhỏ hơn. Chuyển động Brown có thể được quan sát ở cả chất lỏng và chất khí do sự chuyển động tự do và ngẫu nhiên của các phân tử, mở ra một thế giới ngầm của vật chất vốn luôn chuyển động, nhưng quá nhỏ nên chúng ta không thấy.